Xin chào quý vị các bạn, đây là cây nho Tân Gỗ mẹ vụ của mình trồng. Cây này nó có nguồn gốc Nam Mỹ, nhưng mà trồng ở mình thì đã có hoa quý vị các bạn. Và mình cũng thu được vài nứa cái loại này rồi. Đây, các cái lốt sần này của nó là chính là lên hoa. Và video này mình sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cách chăm sóc cây này quý vị các bạn nhé. Cây này thì lúc đầu mình trồng thì ngỡ là chăm rất là khó, nhưng thực tế là rất phù hợp với cả khí hậu Việt Nam, nhất là miền Bắc mình. Khí hậu nhiệt đới thì nó cũng phù hợp với cả cái loại cây này. Và cái loại cây này thì là ra quả hầu như tháng nào cũng ra hoa liên tục, vừa có quả xanh quả chín, lại có lớp hoa mới, tức là nó ra hoa liên tục. Loại gọi là cái nho 12 vụ. Thì quý vị các bạn thấy là cái loại này lá to hơn cái loại nho Tân Gỗ Tứ Quý. Quý vị các bạn thấy lá rất là to. Và hàng ngày thì mình chủ yếu là tưới nước gạo hoặc là các loại phân ủ mục. Có thể là chúng ta bón chấu gà hoặc là các cái loại phân có nguồn gốc hữu cơ. Hoặc là nếu chúng ta lười chăm thì có thể là một năm bón cho nó hai lần ngô đỗ nghiền. Nhà mình thì bón đỗ không, cứ một năm bón vào tháng riêng tháng 2 và một đợt vào tháng 9 tháng 10. Bởi vì tháng riêng tháng 2 là lúc đó là chưa có mưa rào. Khi có mưa rào thì hệ thống vi sinh vật ở dưới nền chậu này nó cũng đã phân hủy được phân và cung cấp dinh dưỡng đối với cây này. Và cây nho này khi mà có hoa như này thì chúng ta nên bón cái loại đầu trâu xanh để cung cấp đạm kali và các yếu tố vi lượng giúp cho cây đậu quả dễ hơn. Đây, quý vị cảm thấy là cây này thì nó lên lộc liên tục. Đây, quý vị thấy đây, hết lớp lộc này lại lớp lộc khác, cho nên là cần một lượng dinh dưỡng rất là lớn. Tại sao mình bón ngô đỗ vào cái hai đợt đấy? Có thể là hơn cũng được, bởi vì là chúng ta cái loại này là ăn quả, muốn quả ngọt thơm thì chúng ta nên bón các cái loại phân có nguồn gốc hữu cơ. Đây, quý vị thấy đây, ra hoa rất là nhiều. Và từ khi có hoa đến lúc được thu quả thì nó rơi vào tầm hơn một tháng thôi. Đây, quý vị cảm thấy đây một cây nữa. Ban đầu thì mình ngỡ là cái loại này rất khó chăm, nhưng quả thực là nó rất là dễ chăm. Chúng ta là có thể là bón lân hoặc là thường xuyên có cái nước vo gạo chúng ta bón cũng rất là tốt đối với cái cây nho Tân Gỗ này. Và giống nho Tứ Quý thì lá nó nhỏ hơn, thì chăm sóc nó cũng như loại cây này, tức là nó chỉ ra quả 4 vụ trong một năm. Nhưng cái loại nho Tân Gỗ 12 vụ này thì nó ra hầu như tháng nào cũng có, kể cả có quả xanh quả chín, và nó tiếp tục lên hoa và đậu quả. Như cái loại này thì tầm cuối tháng 4 thì nó lên chặt cái thân này vào. Đây, quý vị cảm thấy đây. Đây, quý vị cảm thấy đây. Và do giờ này giống vẫn rất là hiếm, cho nên là cây nho Tân Gỗ này bán giống cũng rất là đắt. Cây này khoảng tầm 1,5 triệu, 1,7 triệu. Còn nếu quý vị các bạn mua cây nhỏ hơn thì nó rơi vào tầm khoảng 200 đến 250. Nếu nhà chúng ta mà không có điều kiện đất vườn rộng thì chúng ta có thể là trồng chậu này. Đây, quý vị thấy là cây rất to nhưng mà chậu rất là nhỏ thôi. Và cái loại chậu này thì chúng ta có thể là tầm 4-5 năm chúng ta thay chậu một lần, hoặc là có thể giữ nguyên chậu thay đất và cắt tỉa qua các cái cành nhánh của nó. Hôm nay mình chia sẻ với quý vị các bạn cách chăm sóc cây nho Tân Gỗ. Video của mình kết thúc đây. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn ở các video lần sau.